Nam Sông, cầu Nam Sông nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay thì tụi Vân sẽ đi đến Blue Lagoon 1 và đây là khung cảnh ở phía bên ngoài này. Ở phía trước thì bán khá là nhiều đồ ăn thôi mọi người. Đây, xoài, đậu, bắp nướng, khoai nướng, chuối nướng, quá trời đồ ăn luôn. Có cả con đuông dừa nướng nữa nè. Vân mua một chút đồ ăn để đem vào ở bên trong ăn. Nước mía. Đây là nghệ, nghệ đen nè mọi người. Ở đây khá là nhiều nghệ đen luôn. Rất là tốt cho sức khỏe ha. Nghệ đen ở đây quá trời luôn. Bán quá trời nghệ đen, nhìn đã lắm mọi người. Củ to ơi là to. Phía trước quá trời đồ ăn luôn nè, mua xong rồi vô trong đó ăn. Gọi đây kênh cua Lý Đức Hoàng á. Nhìn nước mía ngon ghê á. Bật cái này bên xịn, Việt Nam là xịn. Bây giờ thì tụi mình đang đứng trước quầy vé và mua vé đây. 10.000 tiếp cho một người. Blue Lagoon 2 mở cửa 7 giờ mấy đó, 7 giờ đóng cửa 5 giờ rưỡi chiều. Bây giờ thì đi bộ vô bên trong đây. Đây là khung cảnh ở bên trong đây, đang không biết đang xây cái gì đó. Trong này cũng có bán đồ ăn phục vụ khách hàng, phục vụ khách du lịch. Đẹp chưa mọi người? Nước ở đây xanh lắm. Blue Lagoon. Cho nên là nước phải blue. Ôi cá kìa. Có cá rồi. Cá to rồi nữa. Anh qua xíu xài đi. Nhiều thiệt anh qua. Blue á, đá ngoài blue lắm nè. Be careful, hit this off now. Sit đi anh ơi. Chết này. Sit đi anh ơi. Đúng rồi, dưới cũng rồi. Chết này. Sit down đi anh ơi. Ủa chi mình đừng biết rồi đi anh ơi. Ngồi. Sit down rồi mà. Nếu anh có sit down. Ngồi nè. Đây là buổi trưa của tôi mọi người. Đây. Bánh sandwich. Khoai lang, mía, xoài. Đây bạn mập chắc có bầu rồi hay sao? Bạn mập đòi ăn xoài suốt à, ăn cái gì chua chua hết à. Cóc non tới xoài, giờ tới xoài. Bánh nào không? Có bầu không? Có bầu không? Qua ăn mango lắm. 9 tháng rồi. 9 tháng rồi. 9 tháng rồi. Ăn mango nhiều á. Cái này nó đồ hà tuyệt. Để nó ngoan á. Hãy tụi bút phít. Cái mọt kìa.
Ở Blue Lagoon 1 thì có đường đi vô trong một cái hang động ở phía trong rồi mọi người. Đây, cái đường đi vô đây. Nghe nói là đẹp lắm. Đây, ở phía trong thì sẽ có tượng Phật nằm giống như vậy. Có rất nhiều thứ bên trong, rồi bên trong sẽ có cái con cua đỏ nữa. Nhưng mà cái thời gian này là thời gian của Vương đang rất là quan trọng, cho nên là Vương không có thể mà đi vô cái con đường hơi khó đi như vậy, cho nên là tụi Vương quyết định đi về. Ở gần ngay cái đoạn đường cao tốc thì có rất là nhiều cửa hàng bán cá khô thôi mọi người, quá trời luôn. Bây giờ thì tụi mình bắt đầu vô trong đường cao tốc. Bye bye Vòng Vi. Bye bye Vòng Vi. Bye bye. Cái nào anh? Ở kia đúng không? Carolina học khó hơn các bạn. Để can do luôn á. Can do hả? Ồ. Ok. Cái tôi tiết được cái tay ác xèo. Không có service. Có anh bên em đu Đà Nẵng không anh? À, Đà Nẵng hả mẹ? Đà Nẵng đi. Mẹ ngủ định Đà Nẵng rồi. Ôi. Đi Đà Nẵng đi Đồng Nai không? Đồng Nai hả? Lào, China, Francis, Tunnel. Xuống bên đường trên. Friendship nhiều đó Lào. Xe auto turn the line không? Tunnel rồi. Bye bye Lào nè. Bye bye Lào. Ừ, cái này bye bye Lào nè. Anh xua chưa? Xua rồi. Bye bye thiệt không? Bye bye nè. Bye bye Lào nè. Bye bye Lào. Tụi mệt rồi không? Tụi mệt rồi. Ok, bye bye Lào nè. Mọi người, đây ở trên cái cầu Hữu Nghị này là đã thay đổi rồi lại rồi nha mọi người, là người Thái đi phía bên trái rồi nha mọi người nha. Ra khỏi gọi là gì, cửa khẩu, ra khỏi cái cửa của Lào là đã quay trở lại Thái rồi. Đây, Thái Lan welcome rồi. Thái Lan right left side rồi. Đây, mọi người, đây là cửa khẩu Thái Lan nè mọi người. Welcome anh qua bé Hồ. Welcome and welcome back to Thailand. Anh và Vinh em vương back alive rồi. Đi về Thái Lan rồi mọi người ạ.